Tập 21. Dự à, anh nghĩ em bị áp lực quá. Không có thai thì không có thôi, cũng chẳng phải là chuyện to tát gì, đúng không? Hơn nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, biết được tử cung của em bị bệnh là tử cung, cũng chẳng có chuyện gì to tát, đúng không? Nhiều người bị bệnh như vậy mà, em điều dưỡng vài ngày sẽ khỏi thôi. Con thì sau này chắc chắn là có. Em đừng bị áp lực nữa. Sao em không bị áp lực được chứ? Đúng, em có thể nghĩ cho qua, em có thể đối diện, nhưng em không biết đối diện với mẹ như thế nào. Mẹ diệt xong quần áo cho em bé rồi, chắc chắn là cực kỳ đau lòng. À, hay là cứ từ từ vài ngày, không biết đối diện như thế nào thì đừng đối diện rồi, cứ từ từ vài ngày rồi giải quyết. Anh sẽ nói với mẹ em ra ngoài khoai khỏa. Em đến nhà Dương Lệ chơi mấy ngày, dù sao cô ấy cũng đi Singapore rồi, không ở nhà. Được không? Được, sao không được chứ? Cũng chỉ có như vậy thôi. Để ở đây đi. Được, vất vả rồi. Lạc Lạc, anh chị, sao hai người lại tới? Sao cậu lại ở đây? Dương Lệ ra nước ngoài rồi mà. Em giúp cô ấy tăng ca. Lạp Lạp, vào đây đi. Sao hai người lại rảnh đến đây? Em rót nước cho hai người nhé. Mấy ngày nay Dương Lệ ra nước ngoài, em giúp trong nhà cho cô ấy. Hôm qua trên tiệc ăn bao, em mua hộ cô ấy ít đồ gia dụng, hôm nay đã gửi đến rồi. Hơn nữa còn giúp em lắp đặt nữa. Sao ổn chứ? Anh chỉ Lạp Lạp, hai người sao vậy? Có rồi, nhìn đi, ai đến nè? Lạp Lạp, Tiểu Dĩ, sao hai đứa lại đến nhà chị? Tiểu Trương dọn dẹp, nhà chị sạch sẽ chứ? Cực kỳ sạch, cô xem. Mua bàn, cốc mới nè, mới đó. Sao hả? Có chuyện gì à? Có phải mẹ mình lúc trước nói là em có thai đó? Kết quả là không phải. Sao? Không có thai? Không phải à? Đúng là gay quá. Mẹ chúng ta đã vui cỡ nào rồi đó. Nếu để bà ấy biết không có thai thì sẽ liều mạng với em mất. Không cần bà ấy rơi mạng em, em cũng đã không muốn sống nữa rồi. Lì lì, tôi nói nè, bây giờ cô đang thêm dầu vào lửa. Bây giờ hai người họ đã rất khó chịu lắm rồi, thật đó. Bây giờ quan trọng là chúng ta nghĩ cách giải quyết vấn đề. Tôi không biết là phải giải quyết chắc, quan trọng là giải quyết thế nào. Cũng không thể để tôi biến ra một đứa bé chứ. Lạp Lạp, đừng như vậy, chị nhìn thấy cũng khó chịu. Vốn em nói Lạp Lạp đến nhà chị ở mấy ngày, để tâm trạng cô ấy bình phục lại đã. Còn nữa là đợi mấy ngày nữa mới nói với mẹ. Xui xẻo.
Vào đi. Phi, sao vậy? Chị Cassie, cho chị xem thứ này. Tiểu Vĩ, mẹ, hôm qua Lạp Lạp không về à? Mẹ gọi cho nó cũng không bắt máy. Nó đi đâu rồi? Có chuyện gì hả? À, có người bạn mở một spa để thụ thai, nghỉ dưỡng. Người ta mời cô ấy đến trải nghiệm, cho ý kiến. Cho nên cô ấy đến ở mấy ngày. Spa cho thai phụ, nghỉ dưỡng gì chứ? Không tốt bằng mẹ chăm sóc. Vậy nó đi mấy ngày, khi nào về? Nhanh thôi, mấy hôm nữa là về. Vậy khi mẹ đón sinh nhật nó phải có mặt đó. Dạ, chắc chắn rồi. Tiểu Vĩ, con xem trước kia mấy đứa bảo đón sinh nhật cho mẹ, mẹ đều không lãng phí, không làm cho tốt nhất. Nhưng lần này thì khác. Lần này không những làm mà phải làm cho long trọng, nhiệt liệt. Biết vì sao không? Mẹ sẽ gọi hết tất cả các chị em tới dự sinh nhật, đồng nghiệp của mẹ, dạy hóa ấy, tóc xoăn, còn giáo hoàng đấy. Trước mặt mẹ, cứ nói mãi về cặp song sinh của nhà bà ấy. Tôi có một cặp song sinh, cả trai cả gái nè. Bà thì sao? Lúc nào thì có, bây giờ chỉ chờ bà đó. Vậy nên mẹ nói, đứa con lần này của hai đứa đến đúng lúc lắm. Cho mẹ mặt mũi quá. Thay vì nói bây giờ các con làm tiệc sinh nhật cho mẹ, thì thà nói là lục ái hoa mẹ đây tuyên bố với mọi người rằng mẹ đã có cháu rồi. Mẹ, con thấy không cần làm như vậy đâu. Lạp Lạp nói rồi, mẹ có muốn quà sinh nhật gì chúng con sẽ chuẩn bị tốt. Con nói Lạp Lạp, mẹ chẳng cần gì cả, vì nó đã cho mẹ một lì xì lớn rồi. Chính là cháu của mẹ. Được rồi, mẹ ngủ đây. Con cũng ngủ sớm đi. Mẹ ngủ ngon. Mẹ đóng cửa cho. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn. Cảm ơn. Cô ơi, cháu tặng cô quà, cô nhận của ai cũng không biết luôn. Cảm ơn, cảm ơn. Cô ơi, to vậy. Cảm ơn, cảm ơn. Vui quá đi mất. Đây là thực phẩm chức năng tôi tặng. Chúc bà ngày càng trẻ trung. Chúc mừng sinh nhật, cảm ơn. Nào, 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 nào. Con cẩn thận, bụng của con đó. Nào, Dương Dĩ, con cầm đi. Chị ơi, chúc chị sức khỏe tốt, cảm ơn. Ngày mai vui vẻ, sớm một cháu nhé. Chuyện này chút nữa nói, chút nữa nói. Cảm ơn, cảm ơn. Ân tình tôi nợ mọi người. Sau này đón sinh nhật thì nhớ phải gọi tôi đó, tôi tặng quà cho. Cassie, đây là gì? Đây là quà em tặng cô. Đón xem em tặng gì ạ? Cái gì? Một trái tim. Trong trái tim có gì? Trong tim có kim cương. Là một cọc dây chuyền. Cảm ơn, lãng phí quá đó. Tiến Tiến, thật không vậy? Cái này không cần đâu. Ổn mà, rất đẹp, rất đẹp. Lạp Lạp, Lạp Lạp, sao vậy? Một mình đứng đây làm gì? Bị phạt đứng à? Vào đi, không sao, anh vào đi. Họ đang ở bên trong. Không đúng, sao gần đây em cứ thẫn thờ mãi vậy? Có phải không khỏe không? Có phản ứng gì? Không có. Không sao, lần đầu tiên có thai nên khó tránh khỏi căng thẳng. Qua thời gian này là thích ứng. Đây là quà gì vậy? Đây anh thích condition tặng cho mẹ em. Anh tự đưa vào cho bà ấy đi, như vậy tốt hơn. Lạp Lạp, mấy tháng nữa là em có thể nhận thứ này rồi. Vui lên chút. Chúng ta vào đi. Được, vui lên đi.
Tiểu Vy bảo chúng tôi nhất định phải ăn mấy món đặc sắc, vậy nên tôi mời mọi người ăn đồ Tây. Sắp lên món rồi. Ăn sang. Đúng, ăn sang. Mẹ, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Tiểu Trần đến rồi à? Cảm ơn nhé. Cảm ơn, cảm ơn. Cháu xem cháu còn tặng quà. Cảm ơn Tiểu Trần. Nào xếp Trần, nào ngồi đây đi. Được, được. Đây là xếp Trần, trẻ trung tài năng. Tiểu Trần, đây đều là các bạn bè của cô. Những người này cô không cần phải giới thiệu nữa nhé. Cảm ơn Tiểu Trần, cháu đến làm cô vui lắm. Nên vậy à, chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn. Chúc mừng sinh nhật, cảm ơn. Được rồi, ăn đi. Đây là món khai vị, món nổi tiếng của quán. Đúng rồi, món nổi tiếng. Em sao vậy? Nói với mẹ thế nào? Cô về hôm nào? Lạp Lạp, nào xếp Trừng, mời em một ly. Cô không uống chứ, ăn đi. Lạp Lạp, không sao chứ? Không sao. Xếp Dương, chúc mừng. Nào Ái Hoa, tôi mời chị chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn chị em. Cũng chúc các bà ngày càng trẻ đẹp, ngày càng xinh. Già rồi, già đâu, không già. Tôm này ngon lắm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ước đi, ước đi. Cảm ơn, tôi ước nhé. Hướng gì Lạp Lạp rồi ước. Lạp Lạp. Được rồi, được rồi. Được, thổi nến, thổi nến. 1, 2, 3. Xin chụp, chụp ảnh. Nhìn vào đây. Chuẩn bị nào, cười lên. Nào, 1, 2, 3. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Nhân vật chính, mau lên, cắt bánh. Đợi đã, tôi tuyên bố đã. Vừa nãy lúc nào tôi cũng nói là tôi có chuyện lớn muốn tuyên bố. Bây giờ đến lúc rồi. Hôm nay đón sinh nhật là một chuyện rất vui của tôi. Sinh nhật của tôi, đúng rồi. Chuyện vui tôi muốn tuyên bố là gì? To tát lắm. Nhưng chắc hôm nay tôi có hai niềm vui. Hai niềm vui, mà nói đi. Chuyện là con dâu của tôi, Đỗ Lạp Lạp, có thai rồi. Chuyện vui lớn đó, có thai rồi. Chuyện vui lớn đó, chúc mừng nhé. Chúc mừng chị Lạp Lạp, chúc mừng chị Lạp Lạp. Chúc mừng, chúc mừng, cảm ơn, cảm ơn. Hôm nay tôi phải tuyên bố với mọi người. Chắc chắn rồi, tôi sắp có cháu rồi. Cắt bánh đi, đúng rồi cô ơi, cắt bánh, đợi đã. Tin nhắn chúc mừng. Xem là của ai. Hôm nay đã là tin thứ 6 rồi. Đúng, vui quá. Nào thì ngọt quá. Cảm ơn. Sao vậy? Lạp Lạp. Sao vậy? Cái này là sao? Cái này là sao? Ai đây? Mẹ không quen cậu ta. Không có tên. Có lẽ gửi nhầm. Cô cắt bánh đi đã. Có ý gì? Cậu ta nói thật à? Mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ bình tĩnh đã. Con luôn không tìm được cơ hội thích hợp để nói với mẹ. Thì là mấy ngày này Lạp Lạp, con dẫn Lạp Lạp đến bệnh viện tái khám. Trước kia nói cô ấy có thai là chẩn đoán nhầm. Thực ra cô ấy không có thai. Anh Lạp Lạp. Mẹ, con đích thân nói cho mẹ. Rốt cuộc con có thai hay không? Không thể nào. Nó có thai mà. Lúc trước nó có thai. Thai. Mẹ, mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ. Người đâu? Phục vụ. Gọi cấp cứu. Mau gọi cấp cứu, nhanh.
mở giám sát tâm điện, đồng tử bình thường, nhịp tim bình thường. Có thể đừng chen hàng không? Có thể đừng chen hàng không? Nè, tôi nói, tôi thích đứng đâu thì đứng, liên quan gì đến anh? Cậu nghĩ vậy là đúng à? Chen hàng là đúng à? Có phải như nhà của anh chết không? Anh xị mặt ra làm gì? Cậu nói lần nữa xem. Tôi bảo có phải như nhà anh chết không? Anh xị mặt. Cậu nói lần nữa xem. Anh bị điên hả? Cậu nói gì? Tôi nói vậy đó. Làm sao? Chen hàng có lý lắm sao? Người ta không thèm nói với cậu à? Có lý lắm mà. Chồng ơi, được rồi, anh đợi đó cho tôi. Bình tĩnh đi. Mẹ còn nằm trong đó mà. Đánh nhau làm gì chứ? Xoay lại xuống đây. Mẹ anh thì sao? Em xuống là để nói với anh. Mẹ đã tỉnh rồi, bảo anh đừng lo. Bác sĩ bảo là mẹ chỉ bị trúng gió nhẹ thôi, nhưng kết quả cuối cùng thì phải xem báo cáo chụp CT mới biết được. Đúng rồi, không đem thẻ bảo hiểm y tế, em về lấy cho mẹ. Anh không quan tâm việc trả phí hay là có bảo hiểm. Đây không phải là vấn đề tiền đâu, anh nghĩ em sót tiền à? Chủ yếu là trên thẻ bảo hiểm có bệnh sử của mẹ. Em muốn để bác sĩ xem lượng huyết áp cao thế nào. Trên đó có ghi chép. Tại sao phải cần thẻ bảo hiểm? Sao mẹ anh lại nằm ở đó? Em biết. Anh nghĩ là em làm mẹ anh tức đúng không? Anh nói rồi. Anh không quan tâm. Anh muốn yên tĩnh. Mẹ khỏe chút nào chưa? Chồng à, cái này em đã đưa bác sĩ xem rồi. Hay là anh về nhà trước đi. Tối nay để em trông mẹ. Tiểu Vĩ, mẹ không muốn. Mẹ, con ở đây. Con không đi. Con ở đây. Con ở đây. Chị Lạc Lạc, hay chị về nhà trước đi. Ở đây có tôi và anh Đại Vĩ. Tôi sợ cô giáo gặp chị sẽ lại kích động. Vậy thì ngại quá. Nhà tôi đều ở đây cả. Vì cô thì ngại lắm. Em về đi. Không, cô giáo ở đây. Mọi người về hết đi. Đi thôi. Đi thôi. Chồng ơi, em đến chỗ điều dưỡng mượn giúp anh cái ghế nằm. Buổi tối mình anh chắc chắn là không chịu nổi. Nếu có thời gian thì chợp mắt một chút. Được rồi. Anh biết rồi. Vậy em về trước đây. Được. Anh đừng lo quá.
Alo, Hạ Hồng, em về dưỡng gì rồi à? Sao cả tối mà chị không nghe máy? Nhà có chuyện, mẹ chồng trúng gió nằm viện rồi. Chị không sao chứ? Bây giờ chị đang ở bệnh viện à? Không có, chị về rồi. Dương Dị ở đó. Lúc này sao chị có thể không ở đó chứ? Lúc quan trọng thế này chị nên ở bên cạnh mới đúng. Không phải chị không muốn, mà là mẹ chị không thích chị ở bên cạnh. Hai người lại cãi cọ nhau chuyện mẹ chồng nàng dâu à? Dương Dị thái độ thế nào? Anh ấy có thái độ thế nào được? Một lòng chỉ nghĩ chăm sóc mẹ anh ấy cho tốt thôi. Không đúng, lạp lạp. Em nghe chị nói hình như là có chuyện. Đừng có hồ đồ nhé, biết chưa? Đừng có giở thói trẻ con. Chị phải bao dung, hiền lành. Còn nữa, chị còn phải hiểu cho Dương Dĩ. Chị biết rồi. Giờ hôm nay chị hơi mệt thôi, nhiều chuyện quá. Khoảng thời gian này chị cứ ở bên đại dĩ làm công tác hậu cần đi. Chị phải chịu dù ở bất cỡ nào. Yên tâm đi, chị làm được. Chị Lạp Lạp, chị Lạp Lạp, giúp tìm chị. Được. Mời vào. Giám đốc, cô tìm tôi. Bắc Kinh có một cuộc họp, cô đi theo đi. Bắc Kinh, đi mấy ngày? Chắc khoảng 2 tuần. 2 tuần. Vậy tôi không đi được. Cô cũng biết chuyện nhà tôi đó. Đúng, tôi biết chuyện nhà cô có chuyện. Nhưng tôi cũng hết cách, cấp trên hạ lệnh gấp. Tôi cũng đang bù đầu với công việc phải làm đây. Tôi không đi được. Những người khác đều không có kinh nghiệm. Bây giờ chỉ có cô thôi. Chuyện này đột ngột quá. Hơn nữa tôi thực sự khó khăn. Nhà ai mà không có chuyện gấp chứ? Hay là thế này đi, tôi dùng những ngày nghỉ của mình để xin nghỉ phép. Hôm nay người này có chuyện, ngày mai người kia có chuyện, có làm nữa không? Vậy nếu tôi không đi được thì sao? Không đi được cũng phải đi. Cái gì? Đơn từ chức. Vậy thì tôi có thể không đi nữa rồi. Không sao. Thế này, cô trả cho công ty tiền cọc 600.000 đi đã. 600.000. Năm thứ tư cô vào công ty, công ty đã trả cho cô đi học PMA. Học phí một năm là 600.000. Không rẻ đâu. Cô không thể để công ty tổn thất. Công ty trả học phí cho cô để bồi dưỡng nhân tài cho công ty. Bây giờ cô đã không còn là người công ty nữa. Cô buộc phải trả. Cassie, cô làm vậy thú vị không? Việc của tôi là giúp công ty giữ nhân tài, hoặc là không để công ty tổn thất. Đây là làm việc công. Nếu cô không chịu đóng học phí thì phải về làm việc tiếp đi. Đúng rồi, trước khi cô đi Bắc Kinh họp, còn có một việc nữa. Là bây giờ tổng giám đốc và cấp trên ở bên Hà Lan đang họp ở bên Khải Duyệt. Cô phụ trách chỗ ở khách hàng, tiếp đón khách.
Lily, cuối cùng cô cũng nghe điện thoại. Nè cô, cổ của cô sao vậy? Đừng nhắc nữa, bị ngã, suýt nữa gãy cổ. Cái gì gãy cổ? Cô vẫn nghe điện thoại được à? Cô xem mình ở Singapore cũng không ai chăm sóc. Thế này đi, tôi bay tới Singapore chăm sóc cô nhé. Không cần, anh đến làm gì? Phiền phức thêm ra. Đúng rồi, mẹ tôi và Lạp Lạp và cả tiểu dĩ, anh đừng nói cho họ nhé, cho họ đỡ lo. Được, cô yên tâm, tôi không nói cho họ đâu. Đúng là phiền phức. Đúng rồi, anh nhắn tin nói có chuyện quan trọng. Là chuyện gì vậy? Là tôi có một việc rất quan trọng là tôi nhớ cô rồi. Trường Tư Quyên, cô không sao chứ? Cô, anh có phải ăn no rồi rửng mỡ không? Anh có biết bây giờ tôi đau thế nào không? Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Không có chuyện gì thì nhắn tin làm gì? Vô vị, cúp đi, cúp đi. Mẹ ăn chút đi, không muốn ăn. Không muốn ăn. Tiểu Dĩ, con nói mẹ trúng gió có thể để lại di chứng không? Béo miệng hay là mắc gì đó? Sao có thể? Yên tâm đi, sẽ khỏe thôi. Mẹ hơi đau đầu. Bác sĩ nói là mấy hôm nữa là khỏi. Alo, Tiểu Trương. Được, vậy theo ý cậu. Đừng để cô ấy gây phiền phức thêm. Được, tôi biết rồi. Tiểu Trương. Trương Tư Nguyên. Trương Tư Nguyên. Nói làm sao? Không có gì. Cậu ấy nói muốn đến thăm mẹ. Con bảo bây giờ không tiện lắm. Bảo cô ấy đừng đến làm phiền thêm. Không cần, không cần. Chán vậy mẹ bây giờ không muốn gặp ai hết. Sao vợ con không đến thăm mẹ? Không phải mẹ không muốn gặp cô ấy sao? Vốn cô ấy bảo muốn đến là con bảo cô ấy đừng đến. Con bảo nó không đến là nó không đến. Được rồi, không đến thì thôi. Dù sao nó cũng không phải là con ruột mẹ. Mẹ ruột của nó, nếu bị nó làm tức đến nỗi như thế này thì cho nó khóc chết. Mẹ, mẹ cũng đừng. Alo, đợi chút. Lại là ai vậy? À, con đi nghe điện thoại. Lục Bảo Cường gọi điện đến chuyện công ty. Đợi đã, cậu nói rõ đi, ai từ chức? Cậu bàn bạc với cậu ấy đàng hoàng. Cậu ấy không muốn cùng tiến lùi với công ty thì thôi đi. Cậu ta dựa vào đâu mà đưa 15 kỹ thuật đi chứ? Cậu nói với cậu ta, bảo cậu ta cút ngay đi. Anh đại dĩ, anh đừng vội. Chúng ta đối phó chuyện trước đã. Cậu ta đi, chúng ta phải tuyển kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên cần ứng tiền trước. Nhưng bây giờ nguồn vốn lưu động của công ty chúng ta rất eo hẹp. Vậy thì dùng khoản dự trù trước đi. Anh đại dĩ, nhưng em lo tiền hàng không về nhanh như vậy được. Bên đi rừng có tin tức gì không? Đi rừng không đáng tin đâu. Em đã không thèm hy vọng gì nữa rồi. Trước mắt nếu cậu có cách giải quyết tốt hơn thì cậu gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tiểu Vĩ, Tiểu Vĩ, sao vậy? Không có chuyện gì chứ? Một lúc mà bao nhiêu cuộc điện thoại, có phải công ty xảy ra chuyện không? Bây giờ con cũng không ổn. Bỏ đi. Con về nhà đi, về đi. Mẹ đừng lo, công ty không sao. Ở đây cũng không có ai, đúng không? Không ổn, không ổn. Con ở đây không ổn. Mẹ lùi một bước. Mẹ
Đầu hàng. Gọi Lạp Lạp tới đi. Dù thế nào, nó cũng là con dâu nhà ta. Nếu nó quan tâm con thì nên chia sẻ cùng với con. Mẹ cứ tí là Lạp Lạp, Lạp Lạp. Con nghĩ chắc là mẹ nhớ cô ấy chứ gì. Được, mai con gọi cô ấy đến. Hoặc là con đổi ca với cô ấy cũng được. Nhưng có một điểm, Trần Duật, con và cả chuyện của con bé, mẹ, mấy đứa nhất định phải nói rõ ràng. Mẹ, chuyện này mẹ đừng lo. Sao mẹ không lo được? Con thiệt rồi, con biết không? Mẹ, đừng tức giận. Miệng của mẹ méo kìa. Nói một chút là miệng đã méo rồi. Không phải chứ? Con thấy vẫn ổn. Không tức thì không méo. Đừng tức nữa. Được, được. Bệnh tình của mẹ anh là thiếu máu của não bộ, cũng được gọi là trúng gió nhẹ. Lần này bệnh của mẹ anh là vì kích thích cảm xúc nên dẫn tới, phải không? Đúng. Phúc trong quả đó. Rất nhiều bệnh nhân không hề bị trúng gió nhẹ mà trúng gió rồi phát bệnh luôn. Như vậy thì nghiêm trọng hơn nhiều. Theo như kết quả CT và siêu âm màu của mẹ anh thì tóm tĩnh động mạch của bà ấy tạo nên tĩnh động mạch bị hẹp. Bà ấy bị cao huyết áp, cao đường huyết, đúng không? Chắc là vậy. Không, bây giờ bệnh của bà ấy phải chữa trị giống như thế nào? Đây chính là điều chúng tôi muốn bàn bạc với gia đình. Bây giờ cách khả quan là làm phẫu thuật. Cắt màng bên trong tĩnh động mạch, sẽ làm sạch và lưu thông tĩnh động mạch cho bà ấy. Tôi đoán nhất định là chỉ số của huyết áp cao, máu nhiễm mỡ và đường huyết áp tạo nên. Phẫu thuật. Phẫu thuật như vậy có rủi ro nào không? Hoặc là nó tiến hành như thế nào? Anh yên tâm, phẫu thuật kiểu này có tỷ lệ thành công rất lớn ở bệnh viện chúng tôi. Suy xét bệnh nhân tuổi đã cao, nên trước khi phẫu thuật, thả lỏng tâm trạng và điều dưỡng sau phẫu thuật đều phải do người nhà chăm sóc và theo dõi sát sao. Được rồi. Xin chào, tôi là Đỗ Lạp Lạp của SA. Tôi đến thanh toán tiền phòng lần này của công ty. Xin chào, phòng 812 vì mất một chiếc hoa tay. Phiền cô ký nhận cho. Được. Ghi ở đây. Được. Cảm ơn. Được. Xin lỗi, cho hỏi ai ở phòng 812 vậy ạ? Là giám đốc của các cô. Tổng giám đốc. Đúng. Cảm ơn. Là phòng của tổng giám đốc. Hoa tai của khách sạn sao lại xuất hiện ở đó? Lần này lãnh đạo cấp cao ở Hà Lan bà về tiêu thụ, chắc là không có chuyện gì liên quan đến phòng nhân sự. Lẽ nào tổng giám đốc và khách sạn đang bàn chuyện khác? Bàn chuyện ở trong phòng. Đúng là lúc trước nghe người ta bàn luận về tổng giám đốc thích gây tranh đấu trong nơi làm việc, bồi dưỡng gián điệp, nhưng chưa từng nghe nói anh ấy và các xe quen nhau. Các xe tự nhiên được điều tới từ tổng công ty bên Mỹ, nhưng trước khi đến công ty chắc là không quen tổng giám đốc. Đáng để nghiên cứu. Cậu nói cho tôi biết số liệu tiến độ cuối cùng của dự án cho tôi. Chồng ơi, anh về rồi à? Mẹ vẫn ổn chứ? Mẹ phải làm phẫu thuật. Phẫu thuật tĩnh động mạch. Vậy anh vẫn ổn chứ?
đủ làm lạp đâu. Chắc đi vệ sinh. Về thì bảo cô ấy đến văn phòng của tôi. Được. Tổng giám đốc, quản lý Đỗ ở bên trong đợi anh lâu lắm rồi. Lạp Lạp tới à? Tổng giám đốc, tôi vừa mới đi họp. Có chuyện gì sao? Tổng giám đốc là thế này. Nhân viên khách sạn gọi điện cho tôi, nói là ở phòng anh có rơi một cái hoa tai. Tôi ký nhận rồi, cất công mang đến đây cho anh. Phát hiện ở phòng tôi. Chắc anh biết là ai chứ? Tổng giám đốc, không giấu gì anh, đúng là ở công ty tôi đã nghe được vài lời ra vào. Nhưng tôi ở SA nhiều năm, tôi luôn rất kính trọng anh, cũng rất tán thưởng anh. Cho dù tôi rời công ty thì tôi cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ. Tôi nghĩ anh cũng sẽ không làm mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu nhỉ. Lạp Lạp, cô hiểu tôi mà. Nếu tổng giám đốc đã là người hào phóng thì tôi nói thẳng nhé, tôi mong có thể chia tay tốt đẹp với công ty. Đúng là SA đã tạo ra tôi, tôi cũng rất cảm ơn. Cho nên hy vọng cuối cùng của tôi là hy vọng công ty đừng tính toán với tôi học phí của bằng BMA. Tôi đã trưởng thành trong khi học tập, nhưng đúng là cũng đã báo đáp trong công việc, không phải sao? Yêu cầu này của cô tôi có thể hiểu. Tôi biết đúng là nên đi theo quy trình, nhưng giám đốc nhân sự hình như không muốn lắm. Vậy nên chỉ có thể phiền giám đốc ký giúp tôi đơn này thôi. Cảm ơn tổng giám đốc đã chăm sóc. Mời anh cất lấy. Chị Lạp Lạp, đi đâu vậy? Làm việc quan trọng. Tìm chị. Chị cũng tìm cô ấy. Vào đi. Tìm tôi à? Tôi tìm cô nãy giờ rồi. Cô đi đâu đó? Tôi đi làm một chuyện khiến cô sau này khó tìm tôi hơn. Tôi đã được phê chuẩn đơn xin từ chức. Vì học phí của cô thì sao? Không cần đến nữa. Tại sao? Tôi cũng không biết gì sao. Tôi đã đưa qua tay của cô cho tổng giám đốc rồi, anh ấy ký luôn. Xem ra tất cả mọi việc cô đều đã chuẩn bị cả rồi, phải không? Chị Lạp Lạp, tôi không để cô đi. Cô cứ đi cho bằng được. Tôi biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Vì cô sợ tôi. Dù trong cuộc sống hay trong công việc, cô đều sợ tôi. Cho nên cô chỉ có thể trốn tránh. Tôi cho cô biết, từ khi cách xa tôi vào công ty này thì cô đã định là một người thất bại rồi. Là một người thất bại, cô biết không? Đây có lẽ là sự khác biệt giữa hai ta. Tôi chỉ quan tâm đến công việc, không có những thứ khác. Người hiểu Đỗ Lạp Lạp tôi chắc sẽ biết, trong từ điển của tôi không có chữ sợ. Bây giờ không có, sau này cũng không có. Bye.